Giới thiệu các bạn cái cách nhanh nhất để để giải phương trình bậc hai. Định nghiệm công thức nghiệm là x^2 đấy. Là bằng trừ b cộng trừ căn của b vuông trừ 4ac trên 2a. Bây giờ ta xét vào đây. Thì đây là trừ b là trừ trừ 4 là cộng trừ 4 này. Cộng trừ căn của b vuông trừ 4 bình phương trừ đi 4ac, 4 nhân với 2 nhân trừ 1 trên 2a, 2 nhân 2, và kết quả đây là 4 cộng trừ căn của này 16 cộng với 8 là 32, 16 cộng với 8 là 16 cộng 8 là 216 cộng 18 24 trên 4 bằng 2 cộng 4 cộng 4 là căn của 6 4 24 là 2 căn 6 trên 4 là bằng 2 cộng với căn 6 trên 2.